Truyền thông phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong niềm hân hoan chào đón sinh nhật lần thứ 48 của cha Pero Nguyễn Văn Tường, phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vui mừng thông báo về việc chính thức hoàn thành công trình phòng ngâm chân hiện đại và khang trang. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng trong hành trình phát triển của phòng khám, đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của cha Pero Nguyễn Văn Tường trong những năm qua. Lễ khánh thành phòng ngâm chân sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, đúng vào ngày sinh nhật của cha Pero Nguyễn Văn Tường, ngày 2 tháng 7 năm 1977, ngày 2 tháng 7 năm 2024. Buổi lễ hứa hẹn sẽ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của đông đảo quý khách mời, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và bà con nhân dân địa phương. Phòng ngâm chân tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với đầy đủ tiện nghi, tiên tiến. Nơi đây sử dụng nguồn thảo dược thiên nhiên được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp với công nghệ ngâm chân hiện đại, mang đến cho quý bệnh nhân ung thư những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời, giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là niềm vui nhân kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật nhà nghiên cứu cha Pero Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024, người đã sáng lập phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp y học. Đồng thời, các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám khao khát được tạ ơn cha Pero Nguyễn Văn Tường vì đã huấn nhục đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên luôn đồng hành cùng bệnh nhân trong thời gian qua và tiếp tục chấn chỉnh nền nếp và thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần y đức trong chăm sóc bệnh nhân ung thư trong thời gian tới. Sử dụng thảo dược, các bài thuốc y học cổ truyền được bào chế từ thảo dược thiên nhiên có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, tiêu đờm, tán kết, giảm đau, an thần. Áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu, các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp, điện trị liệu giúp giảm đau, cải thiện lưu thông khí huyết, tăng cường chức năng các cơ quan. Tư vấn dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Bệnh nhân được tư vấn xây dựng thực đơn khoa học phù hợp với tình hình sức khỏe. Ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh.
Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.